Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 16 tháng 5 năm 2023 giá đi ngang. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu hôm nay được thương lái mua tại vườn có mức giá như sau. Mít nhất là 25.000 đồng một ký, trái từ 8 ký trở lên. Mít nhì là 15.000 đồng một ký, trái từ 5 ký đến dưới 8 ký. Mít chợ giá từ 8 đến 10.000 đồng một ký. Như bà con cũng thấy trong giai đoạn này, sản lượng của mít ruột đỏ so với mít Thái là rất ít luôn hả bà con. Tuy nhiên thì cũng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của thị trường trong giai đoạn này.